một bạn có câu hỏi như thế này thưa chương trình cho em hỏi ở nhà chúng con thường tụng kinh vào những buổi tối nhưng con không biết đánh chuông mõ vậy chúng con chỉ tụng niệm không cần đến chuông mõ có được không và tụng như thế nào mới được lợi ích vâng ở đây thì có nhiều cách để giải thích về tiếng chuông cái mõ lắm trước hết là chuông mõ để làm gì cái thời đức phật là ngài ngồi thiền đâu có chuông có mõ còn chúng ta tập theo ấy thì cũng như là đi hát đấy nếu hát mà có phách cứ nhịp ấy thì chúng ta hát nó đều và nó làm cho à, à, ví dụ như cả tập đoàn chúng ta tụng kinh cũng giống như một cái dàn nhạc cái này thì tại sao phải có một vị gọi là gì chỉ huy giàn nhạc vì chỉ huy giàn nhạc mọi người phải làm theo cho nó đều khi nó đều thì nó tạo thành gì tạo thành cái tần số cộng hưởng và tổng số cộng hưởng thì nó tác dụng rất là lớn vang xa và thứ nhất là nó đi vào lòng người hơn thì cái chuông mõ cũng vậy khi chúng ta gõ chuông mõ là nó có cái nhịp chính cái nhịp của chuông mõ ý nó giúp cho chúng ta ngắt câu vào đúng nhịp nó khoan thai hơn nó, à, nó à, dễ đi vào lòng người hơn Thậm chí chúng ta đi qua Chỗ nào đấy thấy người ta tụng kinh Tôi chỉ không cần nghe tiếng anh tụng Mà chỉ nghe tiếng mõ là biết là anh là 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 quen hay là anh mới tập tụng Vì nghe cái tiếng mõ anh loạn lên Tức là tâm anh đang loạn Còn nghe tiếng mõ anh đều đều như này Và nghe tiếng mõ du dương Thì biết là à người này đang định tâm Tiếng mõ Tức là tiếng mõ vừa là dĩ nhị Cho chúng ta tụng kinh Giống như là chúng ta giữ nhịp bài hát ấy. Để Nhịp 24 hay nhịp bao nhiêu đấy còn đấy là nhịp thứ hai nữa là gì là giúp cho chúng ta à, chóng nhập vào tâm hồn vào cái bài kinh đấy là tác dụng của mõ và cũng có giúp trợ duyên cho chúng ta khi nghe tiếng mõ tiếng chuông tự nhiên à, cho những người tụng nhanh đi vào và cái khóa lễ nhanh đi vào à, tác dụng ở bên ngoài buông bên ngoài rất là nhanh Đấy, giống như là chúng ta à, gạt bỏ, gạt bỏ những cái tín hiệu âm thanh ở bên ngoài. Vì sao? Chúng ta nên nhớ là ở bên ngoài tiếng ô tô, tiếng còi, rồi tiếng chợ búa nó ở mỹ đi. Thì bây giờ ta dùng cái tiếng mõ này để át những cái tiếng âm thanh ở bên ngoài đi. Đó, át đi. Đấy. Và khi tiếng mõ này át đi những âm thanh ở bên ngoài rồi thì nó đều đều thì lại trở thành tĩnh nặng. Chúng ta thì nhớ đầu tiên chúng ta ngồi này tiếng biên a wa wa tự nhiên ta thấy là động. Nhưng mưa nó cứ đều 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 thì chúng ta lại rất dễ ngủ vì sao? khi quá đều 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 này thì gì quán tính gần như là nó êm dịu dần rồi. À cho nên cái gì đều 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 là rất kể cả xe chạy đều đều cũng rất dễ buồn ngủ. Vậy thì tiếng mõ đều đều này thì tự nhiên nó xoa tan những cái tín hiệu âm thanh của trần gian đã và tự nhiên đi vào đều đều đi vào tĩnh nặng, đi vào tĩnh nặng thì ở đây tiết dụng của tiếng chuông mõ là giúp cho giữ nhịp cho chúng ta tụng kinh giữ nhịp cho nhất là trong cái đạo tràng tụng nhiều người thì giống như chỉ huy dần nhạc theo tiếng mõ tụng cho nó đều thứ hai nữa là dùng tiếng mõ là cái tín hiệu để át đi những âm thanh bên ngoài ảnh hưởng khi chúng ta tụng kinh vì tiếng mõ đấy sẽ thể át đi những tín hiệu âm thanh khác và khi đã át đi được rồi thì chúng ta giữ nhịp cái này thì lần sau giống như là giáo cụ trực quan vậy chỉ nghe tiếng mõ thôi là người ta biết là mình đang tụng kinh và chính không những cho người xung quanh và cho chính chúng ta cho những người hành giả đang tụng kinh rằng thấy rằng mình đang tụng kinh và phải chú tâm vào kinh thì tiếng chuông tiếng mõ nó là như vậy còn khi đã quen rồi giống như chúng ta học vỡ lòng thì học theo cái câu đọc cô giáo đọc một câu rồi cả lớp đọc đều nhưng mà đến khi học đại học rồi, chả cần gì phải đọc đều mà người ta ngồi tới đọc nó quen rồi vậy thì khi chúng ta quen rồi. Có mõ cũng như không có mõ, chúng ta tụng bằng cái thần thức của mình, tụng kinh có mõ để để giúp cho chúng ta. Nhưng khi quen rồi, như chúng ta hát vậy, khi hát thì có nhạc, hát karaoke có nhạc nhưng khi hát không có nhạc nhưng người ta hát đúng người ta vẫn hát được. Vậy thì có mõ hay không có mõ đối với những người tụng kinh quen thì không có sao còn những người mới thì vì dùng mõ để giữ nhịp và để đuổi những âm thanh bên ngoài ảnh hưởng khi chúng ta tụng kinh vậy thôi do vậy khi cái người nào đánh mõ cái tiếng mõ nó đều đều thì cũng giúp cho tâm hồn chúng ta rất là thư thái cũng giống như người nào có một cái nhạc cụ à, âm thanh cái đàn giống như cái đàn ấy, âm thanh trầm bỏ và âm thanh rất ấm áp thì tiếng nhạc nó sẽ hay hơn nhưng còn tiếng cái đàn mà nó chát chúa thì nó cũng sẽ làm cho cái bản nhạc nó mất đi cái sự thi vị vậy thì cái mõ cái chuông chúng ta nên chuẩn bị cái mõ cái tiếng như thế nào đó để dễ đi vào lòng người để gây ra những cái tín hiệu trầm ấm và nó an lạc cho người nghe thì có như, có những khi tiếng mõ đánh lên nghe nó rất là hay, tiếng chuông nghe nó rất là hay nhưng cũng có cái đánh lên nghe nó chát chúa lắm, nó làm cho chúng ta bực mình thì đấy cũng là nghệ thuật giống như là bản nhạc vậy, nó có những cái nhạc công phụ họa cho chúng ta khi tụng kinh, còn không có như là ca sĩ hát không cần nhạc quen rồi thì cũng không có sao.